Hello cả nhà. Hello cả nhà. Hello hello cả nhà. Có ai gọi hả? Hồ Đăng Nguyên gọi. Hồ đợi chắc like xong gọi lại quá. Đang gọi chị lúc 8 giờ 2 phút. Chào Annie Nguyễn. Hello cả nhà. Annie Nguyễn. Đâu rồi đây? Đang ở Việt Nam nha cả nhà ơi. Đây là live trực tiếp ở Việt Nam nha. Trời ơi, không có cái cây lai nữa, cái mặt nó bự giống như là cái măng gì đó. Chào Quân Nguyễn, chào đâu rồi, mất tiêu rồi ta. Coi. Chào 8.000 người đang xem. Như là hôm nay là ngày lễ tưởng niệm ở bên nước Mỹ phải không cả nhà ha? Hôm nay là ngày lễ tưởng niệm ở bên nước Mỹ nè, thấy mọi người đăng hình quá chừng luôn, đi chơi vui. Ăn măng cục nhiều quá phải vậy, ăn măng cục nhiều quá nay phát tướng luôn. Không phải riêng mình măng cục, rất là nhiều món, rất là nhiều món. Rất là nhiều món. Chúc cả nhà một ngày đầu tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay là ở bên Cali là thứ hai, tối thứ hai. Mai mốt là cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn sẽ like vào ngày chủ nhật thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ngày chủ nhật là em gái của Hương Nguyễn là Thanh Nguyễn sẽ like ở Việt Nam. Và còn lại thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì Hương sẽ like ở bên Mỹ. Hương Nguyễn sẽ like bên Mỹ với anh Đức Tiến, Phùng Ngọc Huy, đạo diễn Phong Lê. Xin chào Silu hai anh Đinh nha. Chưa xong nữa. Chào cả nhà mình, đây là dâu, dâu xanh. Dâu xanh, coi như là ăn quá chừng ăn. Ăn nhiều quá cho nên là miệng thì bị lỡ hết luôn. Tập
À, mấy cái hội nhóm bên đây nhìn đâu mất tiêu hết trơn rồi. Trời, xong. Chào 13.000 người đang xem. Alo cả nhà, hổng gà cả nhà có gì vui không à? Hổng gà có gì vui không, chia sẻ với ông Nguyễn với. Đi về Việt Nam thì gặp gia đình thì rất là vui, ăn trái cây được nhiều. Mà hả, có cái là nóng quá trời nóng luôn, coi như là. Nhưng mà mình lỡ mà hôm nay đã đỡ rồi nè. Hôm nay đã đỡ rồi nè. Thì cái giải này nè, về mùa này đúng mùa trái giải luôn quý vị. Đây nè, trái giải nè, nó bự bự chà bá, chà bá, chà bá vậy. Một cái vải mà nó bự vậy nè. Cái chùm này là ngày hôm qua mua ở dưới quê ở Đồng Nai đem lên. Thì không phải dưới Đồng Nai đem lên, sorry. Coi như là đi về Đồng Nai xong rồi mua. Cái này trái vải mà nó bự vậy nè. Bự cho bà luôn. Nè. Mình thấy nó bự không? Nó bự nè. Bự giống như là muốn bằng cái táo luôn, cái táo luôn. Chào 16.000 người đang xem. Hello cả nhà ơi, Hương Nguyễn luôn cả nhà mình ai mà chưa biết nhiều về chầm, giống như là muốn biết về cái chầm hương nó hình thành như thế nào và cái giá trị của nó ra sao và công dụng nó như thế nào thì cứ comment bên dưới, Hương Nguyễn sẽ trả lời nha quý vị nha. Và cái nữa, nếu như mà quý vị không tiện comment bên dưới vì là có rất nhiều người, người ta cũng ngại comment lên những cái like như thế này, vì sẽ có nhiều người bán chầm khác vô nhắn tin làm phiền người ta, vô inbox làm phiền người ta, chào hàng á, làm phiền khách hàng rất là nhiều, cho nên khách hàng người ta cũng không có muốn comment dưới đây. Thì cái nhà nào mà mình mới vừa tìm hiểu về chầm, chưa biết nhiều về chầm thì có thể inbox trực tiếp vô cái trang bay chầm Hương Nguyễn này, để Hương Nguyễn sẽ tư vấn cho quý vị hiểu rõ về cái chầm hương do con người trồng cấy là như thế nào, hoặc là cái chầm hương mà núi rừng mọc tự nhiên ra sao, và những cái công dụng của chầm hương nó đem đến sức khỏe cho mình như thế nào nữa. Và cái điều quan trọng nhất là quý vị mua ở công ty chầm Hương Nguyễn là guarantee một điều là chầm thật 100%, không có tạp chất và bất cứ một cái mùi màu gì của hóa chất hết. Và cái nữa là công ty chầm Hương Nguyễn là có tại Mỹ và có tại Việt Nam nha. Ở Mỹ là 146 unit, là 146 nằm trong Mo Phước Lộc Thọ, miền Nam Cali. Mở cửa từ tất cả các ngày trong tuần, mở cửa từ 11 giờ trưa đến 6 giờ tối, chỉ đóng cửa vào ngày thứ hai. Còn tại công ty chầm Hương Nguyễn ở Việt Nam là ở 188 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, Sài Gòn, là mở cửa tất cả các ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến tối, chứ không có nghỉ ngày nào hết. Chỉ có là lâu lâu cả đám trốn đi về quê chơi thì mới đóng cửa thôi, cho nên là không có nghỉ ngày nào hết quý vị. Chào Mỹ Quỳnh nha. Chào Mỹ Quỳnh, chào 19.000 người đang xem. Chào Mai Hồ, chào Đào Vân, chào Anh Nhật, chào cả nhà mình, chào Mai Hồ. Cho nên là khi mà mình tìm hiểu về chầm hương, mình sẽ thấy được những cái giá trị nó nằm ở trong đó. Vì là cái đó là không phải là bên công ty chầm Hương Nguyễn bán mà muốn nói gì nói nha quý vị. Tất cả những cái nghiên cứu về chầm thì người Mỹ của mình cũng nghiên cứu về cái loại Irwood này. Có nghĩa là nó trong cái chất tinh dầu chầm á, mà những cái sản phẩm chầm mình đeo như thế này nè, thì nó sẽ có những cái dầu chầm ở trong những cái hạt này. Cái đó là những cái chầm tự nhiên nha. Còn vì có nhiều người hay nói là chầm này là núi rừng mọc tự nhiên mà có gọi là áo dầu rin. Áo dầu rin là như thế nào quý vị? Áo dầu rin, bây giờ dầu rin hay là dầu, nếu mà đã là chầm thiệt 100%,
không có tạp chất hay là hóa chất thì không có áo một cái gì hết đó quý vị. Còn tự nhiên cái dầu rin mà đem áo vô trầm rin là để làm cái gì, thì cái đó nó cũng gọi là tẩm mùi nha quý vị nha, cái đó cũng gọi là tẩm mùi. Mà dầu rin thì còn không ai đem đi áo vô trầm rin làm gì chứ, trầm rin là phải để 100%, phải để mọc 100%, không có tạp chất hay là hóa chất gì hết. Và mình sẽ gia công thành phẩm rồi đánh nhám mịn cho nó mịn cái hạt trầm, rồi bắt đầu bên thiết kế mới lại gia công ra cho nó thành phẩm những cái trang sức vòng đeo tay chuỗi 216, chuỗi 108, rồi dây chuyền, rất là nhiều mẫu, vòng măng côi cổ và măng côi tay. Và cái nữa là khi mà công ty Trầm Hương Nguyễn bán ở Mỹ á quý vị, tất cả những ngày mà quý vị vô tại Mall Phước Lộc Thọ quý vị mua tại công ty Trầm Hương Nguyễn thì cái giá trị mà niêm yết 5.000 đô thì nó vẫn là giá trị 5.000 đô, có nghĩa là Hương Nguyễn không bao giờ bóp, nó chỉ là nằm đúng giá niêm yết mà bán thôi. Có nhiều người nói là sao Hương Nguyễn khó quá, tiệm vàng người ta bán người ta còn bóp được nữa mà sao tiệm Trầm bán mà chắc chắn giá như vậy không bóp. Và mỗi công ty mỗi cái policy nó khác nhau, có nghĩa là bên công ty Trầm Hương Nguyễn là chuyên gia công sản xuất và có bỏ sỉ cho tất cả những người bán lẻ, cho nên là không có mà mình dạy gì mình đi bán mắc hơn người khác quý vị. Cái quan trọng là quý vị mua đúng chất lượng trầm và đúng sản phẩm trầm. Và cái hai nữa là khi mà mình mua mà mình không trả giá thì mình biết được là mình mua không có bị lầm. Cái hai nữa là bên công ty Trầm Hương Nguyễn là giống như là mình mua mình không có được trả giá, có nghĩa là nó giá niêm yết như thế nào thì công ty Trầm Hương Nguyễn bán như vậy, nhưng mà ở trên mỗi cái live như thế này từ chủ nhật cho đến thứ năm, live vào 6 giờ tối giờ miền Nam Cali nha quý vị nha, live từ 6 giờ tối giờ miền Nam Cali. Cho nên là vòng của ông xã em gắn học sao rồi chị Mai Hồ? Có gắn rồi, để cho ngày mai nghe, ngày mai chụp hình gửi cho Mai Hồ xong rồi 4 tay tháng 6 cầm về Mỹ rồi ship cho Mai Hồ nha. Gắn cái đá mắt hổ vàng nhớ rồi. Và cái nữa là đá mắt hổ xám. Gắn cái đá mắt hổ xám, sorry nó lộn đá mắt hổ vàng. Rồi và cái nữa là giống như là bên công ty Trầm Hương Nguyễn bán là quý vị yên tâm, thí dụ như là không phải cái sản phẩm nào cũng quá mắc đâu, mình có thể yêu cầu là chị ơi em muốn mua cái hàng do con người trồng cấy, thì cái trầm do con người trồng cấy thì cái mùi nó sẽ ít hơn và cái giá trị nó sẽ thấp hơn, thì giá nó tầm 100 mấy chục đô trở lên. Dạ, chứ không có cái loại nào mà mấy chục đô hết nha quý vị nha, từ 100 mấy chục đô trở lên. Vì là khi người ta trồng cấy thì nó cũng phải trải qua một cái quá trình hơn 10 năm thì nó mới hình thành những cái lõi trầm. Và khi gia công thành phẩm thì nó phải dùng hết 70%, nó chỉ còn 30% hàng thành phẩm thôi. Cho nên nó không thể nào mà nó quá rẻ giống như mà mình nghĩ được. Còn giá cả thì công ty Trầm Hương Nguyễn sẽ không có bớt trên cái giá niêm yết. Nhưng mà trên những cái like này từ chủ nhật cho đến thứ năm, ngày chủ nhật là em gái của Hương Nguyễn sẽ live ở tại Việt Nam, và ở Mỹ thì Hương Nguyễn sẽ live từ thứ hai đến thứ năm, có nghĩa là một tuần sẽ live 5 ngày, chỉ nghỉ thứ sáu và thứ bảy thôi. Và cái nữa là giống như là khi những ở trên live như thế này nè quý vị, chắc chắn một điều là quý vị mua sản phẩm ở Việt Nam thì dù có cộng ship cộng gì nó vẫn nhỉnh hơn một, nó vẫn thấp, mua ở Mỹ nó vẫn nhỉnh hơn một chút nha quý vị. Đó, nó mua Việt Nam thì đương nhiên nó sẽ thấp hơn, và sẽ không thấp hơn quá nhiều như mình tưởng tượng, tùy theo sản phẩm, tùy theo chất lượng trầm. Và cái nữa là giống như là Hương Nguyễn sẽ mua ở trên live như thế này thì luôn luôn được với cái giá quà tặng. Còn nếu như mà mình, vì có nhiều người khách hàng người ta hay vô người ta so đo, người ta nói là ủa sao anh đến công ty Trầm Hương Nguyễn mua tại tại tiệm mà anh mua 5-6 ngàn đô mà em không có tặng, không có bóp gì hết, mà anh thấy trên live em tặng người ta quá trời, em bóp quá trời. Dạ, tại vì ở trên live như thế này nè là khách hàng người ta không cầm được sản phẩm trên tay, người ta chỉ coi qua hình ảnh thôi và người ta nghe mình nói thôi, rồi người ta đặt niềm tin vào, người ta mua. Cho nên là phải ưu tiên cho những người người ta chốt trên live này, và cũng chỉ có một người chốt cuối cùng thôi, chứ không phải là Hương Nguyễn lên live 2-3 mẫu cái ai chốt cũng được tặng là không có đúng nha. Giống như là mỗi một lần live như thế này là Hương Nguyễn chỉ chốt một mẫu cuối cùng, người nào gọi về cho Hương Nguyễn sớm nhất sẽ được chốt với cái giá quà tặng thôi. Còn người thứ hai gọi thì vẫn là không được chốt, vì là có trường hợp là có nhiều chị là vừa xuống live là chị gọi liền, và vừa xuống live là chị gọi liền. Còn có nhiều chị mà không ngại chốt trên đây thì chị chốt trực tiếp ở trên fanpage luôn. Và khi live như trực tiếp như thế này, live xong thì Hương Nguyễn sẽ download cái video này bỏ lên cái kênh YouTube của Trầm Hương Nguyễn.
À, vì là có nhiều người, người ta lớn tuổi, người ta không có dùng Facebook, người ta sẽ coi lại YouTube để người ta mua được những cái giá quà tặng. Vì trước đây cũng có cô chú cầm lên nói là cô chú không biết xài Facebook, mà cháu của cô chú nói là con là like ở trên Facebook nè, con tặng nè, quá chừng nè, chốt được tặng nè, mà cô chú đâu có Facebook đâu mà chốt, đâu có biết cái gì đâu mà chốt. Cho nên là phải download cái này về để mà bỏ lên cái kênh YouTube để cho người khác người ta gọi, nếu mà những người trên Facebook chưa có chốt. À, và số phone của Hương Nguyễn là tại Mỹ nha, chỉ có một số phone duy nhất để quý vị gửi check, gửi tiền, gửi gel. Vì hiện tại có rất nhiều trang giả mạo trang công ty Trầm Hương Nguyễn, cho nên là quý vị khi vô cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn á, là quý vị phải nhìn thấy là trang tới 13-14 ngàn người follow. Còn những cái trang khác còn lại là giả mạo hết nha quý vị. Họ dụ quý vị mua là một tặng một và giảm 50%. Họ lấy hình ảnh của Hương Nguyễn và lấy hình ảnh của nam đại sứ Đăng Nguyên, là nam đại sứ thương hiệu của công ty Trầm Hương Nguyễn, là ca sĩ Đăng Nguyên. Lấy những hình ảnh của Hương Nguyễn và Đăng Nguyên, và cũng như anh Đức Tiến là người đồng hành cùng chung xuyên suốt công ty từ trước giờ, là họ lấy hình ảnh đó và họ like lại, rồi họ đăng lại, rồi họ nói là một tặng một giảm 50% tùm lum hết, và lừa khách hàng, không có ship hàng cho khách hàng. Cho nên là khi mà mình mua hàng á quý vị ơi, giống như là trầm thiệt 100%, trầm núi rừng mọc tự nhiên, thì nó cực kỳ quý hiếm. Và khi mà mua được những phôi trầm thô đó, mình gia công thành phẩm thì nó đã dùng hết 70%, thì nó không thể nào quá rẻ như mình nghĩ được. Và cái nữa là giống như là hột xoàn vậy đó, ví dụ hột xoàn Mozanite rồi thì người ta còn giảm 50-70%, còn hột xoàn mà GA thật 100%, không có ai mà giảm cái gì 50-70%, trừ khi mấy cái hàng bệnh thôi. Cho nên là trầm hương cũng vậy, những cái hàng tự nhiên mà hàng tốt, hàng xịn, hàng thiệt, không ai đem đi giảm cho mình như vậy hết. Vì là những cái hàng đó nhiều lúc mình mua còn không có nữa, lấy đâu mà giảm nhiều vậy. Nhiều lúc có nhiều người hỏi là ví dụ hạt, sai hạt nó có thể giống nhau nhưng mà loại trầm nó khác nhau cái gì. Ví dụ như cái hạt 12 ly đó cũng là trầm núi rừng mọc tự nhiên, nhưng mà giá nó chỉ có 600 đô, 600 mấy chục đô. Cũng cái hạt 12 ly đó nhưng mà giá nó hàng VIP nó lên tới 7-8 ngàn đô, 10 mấy ngàn đô cũng có. Là nó tùy theo cái phôi trầm, chứ không phải là hạt 12 ly là nó bằng giá nhau hết, không phải. Rồi hạt, rồi trầm núi rừng mọc tự nhiên là nó bằng giá nhau hết, không phải. Vì là mỗi cái thân cây gió bầu nó sẽ tạo trầm khác nhau, và tùy theo vùng miền nó tạo trầm tốt hay không. Ví dụ như Đức Cơ, Lâm Đồng, Lâm Hà, Quảng Ngãi, Ba Tơ, Quảng Bình, hoặc là hả Phước Sơn, có nghĩa là mỗi chỗ nó sẽ tạo một cái phôi trầm nó tốt hay là không tốt, thì cái giá trị nó nằm ở đó nha. Khi mà mua hàng thô và gia công thành phẩm thì cái giá trị nó nằm ở đó. Cho nên là cùng là hạt 12 ly nhưng mà mỗi cái sản phẩm nó khác nhau hết, là nó không có giống nhau đó. Và Hương Nguyễn luôn luôn nói với quý vị là nếu mà mình mua tại Việt Nam thì đương nhiên cái giá mua ở Mỹ nó sẽ nhỉnh hơn một chút, nhưng mà mua Việt Nam thì ship hơi lâu, và mua hiện tại, mua bây giờ thì không tốn tiền ship. Có nghĩa là Hương Nguyễn sẽ cầm bốn tay này, là còn có mấy ngày nữa thôi Hương Nguyễn sẽ cầm qua công ty bên Mỹ và Hương Nguyễn sẽ ship cho quý vị. Nhưng nếu quý vị sau đó quý vị mua ở trên live, mà em gái của Hương Nguyễn live vào ngày Chủ nhật á, thì sẽ bắt buộc phải cộng tiền phí ship là 60 đô vô nha quý vị nha. Phải cộng tiền ship 60 đô vô cho mỗi sản phẩm. Đó, nhưng mà cộng 60 đô vô mỗi sản phẩm, nhưng mà so với chất lượng trầm với cái giá thì nó vẫn ở Mỹ nó vẫn nhỉnh hơn ở Việt Nam nha. Nhưng mà có nhiều mẫu ở Mỹ, có nhiều loại trầm ở Mỹ có mà ở Việt Nam không có. Và có nhiều loại trầm ở Việt Nam có nhưng ở Mỹ không có. Vì là mỗi cái phôi trầm nó khác nhau hết, chứ không phải là có, tại vì có nhiều cái phôi hàng chỉ làm được có một mặt dây chuyền ngủ gì xong rồi lại đưa qua Mỹ luôn, chứ ở Việt Nam thì đâu có được hai cái mặt đâu mà chia ra hai nơi. Dạ, cho nên là có nhiều cái sản phẩm là giống như là cái sản phẩm này, giống như Hương Nguyễn nói cái sản phẩm này nè đó, cái này là hàng VIP nha, hàng VIP là 12 ly rất là đẹp luôn. Hàng VIP này là chỉ thua mỗi cái trầm chìm nước tự nhiên, không có thua bất cứ loại trầm nào hết. Dạ, chị không thua bất cứ loại trầm nào hết. Và những cái hàng VIP như thế này bây giờ cực kỳ hiếm và cực kỳ khó để mua được những cái hàng thô để gia công luôn quý vị. Vì là những cái sản phẩm này cái độ dầu của nó rất là nhiều, nó không có dễ có như là những cái hàng thường hơn. Cho nên là cái loại này đi, ở bên Mỹ ở bên Mỹ cái gam dầu nó nặng hơn, nó đẹp hơn, nhưng mà cái giá của nó sẽ là 7.800, 7.600, 7.200, tùy theo, có 8.000 mấy cũng có nữa quý vị. Còn cái này ở Việt Nam nè, là cái hạt 12 ly nè. Đó, hạt 12 ly nè, hạt 12 ly hàng VIP nha. Ai mua được chiếc này là coi như là quá đỉnh luôn, và lucky luôn á, được cái giá quá tốt luôn. Cái này là 12 ly, giá Việt Nam là 142 triệu. Dạ, cái này là giá Việt Nam đồng nha, giá Việt Nam đồng là 142 triệu. Quý vị nhìn thấy vân gỗ nè, đó, vân gỗ
và mùi rất là đỉnh, và mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng nha. Mình đeo nó sẽ đậm màu và bóng, cho nên quý vị không cần phải lo về cái sản phẩm này. À, mình đã đeo tới hàng VIP rồi là không có phải lo về tới mùi màu gì hết á. Đó là giá Việt Nam đồng là 142 triệu, và có một sợi duy nhất. Dạ, có một sợi duy nhất thôi nha, 142 triệu. À, giá Việt Nam đồng 142 triệu, giá Việt Nam đồng. À, còn và dạ, có một chiếc duy nhất nha, giá ở Việt Nam là 142 triệu. Tiền đô, tiền Mỹ là bao nhiêu? 6.174 đồng. Đó, 6.000, mình nói là phải nói cho chính xác luôn, 6, chứ không có gần. 6.171 đồng, tiền 74 đồng, tiền đô. Còn Việt Nam đồng là 142 triệu. Dạ, 142 triệu. Cái này dành cho cổ tay nam nha. À, nhưng mà cổ tay nam mà cổ tay nhỏ, còn cổ tay nữ mà cổ tay tròn vẫn đeo được cái hạt 12 ly này. Vì có nhiều người, người ta mua cho mẹ, mua cho bà lớn tuổi, người ta vẫn đeo cái hạt 12 ly này. Và những cái sản phẩm trầm VIP như thế này á, là mình để làm của, coi như là sau này mình coi như là của truyền đời luôn á, sau này mình cho lại đời con đời cháu mình được luôn á, chứ không phải là mình xài giống như những cái sản phẩm mà loại mấy trăm đô. Cho nên là khi mà mình đã xài tới cái hàng VIP này là khỏi phải lo nha. Đó, em chào anh Linh Vũ Phan. À, chào chị Mỹ Dung nha. Anh Phạm Khánh Hưng nha. Chào ca sĩ nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng. À, chào anh Linh Vũ Phan, chào Ngọc Nguyễn, chào Trang Nguyễn, chào anh Linh Vũ Phan, chào chị Mỹ Dung. Đó, thì cái này là cái 12 ly, thì cái này nếu mà ai sở hữu cái này là coi như là đỉnh, được cái thứ nhất là cái loại trầm rất là đỉnh và cái giá quá tốt luôn. Chứ còn nếu như mà cái này 12 ly á, ở Mỹ bán là 7.000 mấy. Dạ, 7.800 và là tùy theo cái gam dầu. Nhưng mà cái này cái gam dầu nó nhẹ hơn tí xíu thôi. Nó nhẹ hơn tí xíu thôi, cho nên cái giá nó thấp hơn rất nhiều luôn, mặc dù nó là hàng VIP. Cái giá nó thấp hơn tới gần 2.000 đô. Không, thấp hơn coi 6, ví dụ gần 6 nha. 7.800 thì 1.600 khoảng. Đúng rồi, thấp hơn tới 1.600 luôn. Dạ. Và đó quá đỉnh luôn, nếu mà và chiếc 12 ly này đang 12, có một cái 12 thôi. Ly là nữ đeo cũng đẹp lắm chứ. Dạ. Nữ đeo nhìn đẹp. Anh Linh Vũ An kêu đem qua Mỹ tháng 11 là có người lấy liền. Dạ, tháng 11 thì em không biết là nó còn hay không anh. Nhưng mà tháng 11 thì nó sẽ là những cái lô hàng khác nữa anh. Dạ. Dạ. Vì là cái hàng VIP anh biết không, nó không có nhiều. Nó không có nhiều. Có khi có nhiều người, người ta cái người nào mà mua chậm của em thường xuyên là người ta cũng biết á, có nhiều hàng VIP nó không có nhiều hàng đâu. Có khi người ta mua người ta cũng phải đợi nữa, chứ không phải là hàng VIP là lúc nào cũng có. Còn nếu quý vị mua những cái sản phẩm như thế này mà quý vị mua mấy trăm đô hàng ở bên ngoài thì chắc chắn một điều là nó là hàng tóc giường, hàng gió giường đã qua xử lý màu với mùi, với lại keo phủ cho nó bốc. Còn nếu như quý vị nào mà mua mấy trăm đô á, quý vị mà mua mấy trăm đô cái hàng 12 ly này nào mà quý vị mua được mấy trăm đô á, Hương Nguyễn mua lại quý vị gấp đôi, và có bao nhiêu đem lại Hương Nguyễn thâu hết. Đó là quý vị một lời một luôn rồi. Tại vì có nhiều người nói là ô sao hàng người ta bán cũng đen đen đậm đậm bóng bóng mà có mấy trăm đô mà sao em bán gì đâu mà mấy ngàn đô, 7-8 ngàn đô, 6-7 ngàn đô. Dạ thì đó Hương Nguyễn nói rồi, nếu như quý vị mua mà đúng cái sản phẩm giống như hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn mà quý vị mua được mấy trăm đô á, thì quý vị mua một, Hương Nguyễn mua lại hai ha, mua lại gấp đôi cho quý vị lời gấp đôi luôn. Và có bao nhiêu hàng quý vị mua hết đi đem lại Hương Nguyễn thâu lại hết cho quý vị luôn, Hương Nguyễn mua lại hết luôn. Nhưng mà chất lượng trầm phải giống vậy nha. Đó, chứ nhiều người cứ nghĩ là hàng đậm đậm đen đen là cứ giá mấy trăm đô là không có đâu nha. Những cái hàng này là cũng không có nhiều trên thị trường luôn. Thậm chí bây giờ quý vị muốn Hương Nguyễn lấy lần 5-6 chiếc cũng không có thì cũng đâu có đâu. Tại cũng đâu phải có, đợi không có cái phôi trầm để làm không có phôi trầm để làm được những cái hàng như thế này, rất là lâu mới có được 1-2 chiếc, chứ không phải là có nhiều để mà làm ra một lô mấy chục chiếc giống như là hàng công nghiệp đâu. Dạ, hàng trồng thì mình có thể làm một lô mấy chục chiếc được, chứ còn hàng tự nhiên là có nhiều phôi chậm làm đủ cái mặt dây chuyền cho khách thôi, chứ không có làm được nhiều hơn nữa. Mà không phải nói nha anh Linh Vũ Phan, em là em lúc nào gia đình anh á lúc nào cũng ủng hộ bên công ty Trầm Hương Nguyễn rất là nhiều. Mà thật sự á, khi mà em rất là quý luôn, mà anh biết không, khi mà chơi trầm á là chỉ có từ hàng chung cho tới hàng VIP chơi là đã nhất. Nên giống như là Hà Nguyễn hay nói đó, hàng chung với hàng VIP là chơi đã nhất, vì là thứ nhất là ở cái độ mùi, thứ hai là ở cái độ dầu mình đeo nó bóng, chứ không phải là nó bóng sẵn người ta phủ keo nha quý vị nha. Mình đeo mình đương nhiên mình nhìn thấy nó bóng như thế này nè ha,
khi mà mình va chạm vào mồ hôi á, cổ tay mình á, nó sẽ bị lợi chậm tí xíu, nó sẽ bị trắng trắng tí xíu, tại vì nó là hàng zin mà quý vị, nó không có phủ, không có phủ một cái lớp gì bên ngoài hết, cho nên khi bám mồ hôi vào nó sẽ bị lợi chậm tí xíu, nó hơi trắng 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 trắng. Nhưng mình đeo khoảng chừng 2-3 tuần nó ma sát vào cổ tay nó tự phiêu lại, nó tự phiêu lại những cái trắng trắng đó. Còn những cái hàng nhuộm, hàng giả thì quý vị đeo nó chốc là nó chốc luôn, tại vì nó là nhuộm màu mà, nó chứ trong cái hạt chậm nó đâu có dầu đâu. Nó là hàng tóc giường, hàng chồng mà nó đâu có dầu đâu, sao mà nó lên dầu nó bóng được. Còn hàng tự nhiên mà hàng chung cho tới hàng VIP đều là đỉnh nhất. Dạ, hàng chung cho tới hàng VIP đều là đỉnh nhất luôn. Không cần phải lo lắng gì về độ mùi hay độ màu gì hết á. Còn nếu như mà mình không có kinh tế không nhiều thì mình có thể mua những cái sản phẩm mà miễn là chầm núi rừng mọc tự nhiên, nhưng mà nó nằm ở cái tầm thấp. Mình đeo để làm chi? Thứ nhất là mình đeo chầm, mình tin vào phong thủy, mình tin vào những cái trầm hương này là giống như là nó mọc ở rừng núi hoang sơ, thì giống như là cái linh khí của nó rất là mạnh, để mình đeo vào người nó bảo vệ được cho mình và nó đem tới những cái gì đó may mắn cho mình nếu mình có một cái niềm tin. Tại vì cái giống như là khoa học người ta cũng chứng minh được một điều là mình chỉ cần tin vào những cái gì đó tốt đẹp thì tự nhiên những cái năng lượng tốt đẹp nó sẽ đến với mình. Còn nếu mà mình ngồi mà mình cứ rầu rĩ, mình cứ khổ hạnh, mình cứ này kia nọ thì cái cuộc sống mình nó cứ bị đi trùng xuống. Thì trầm hương cũng giống như vậy quý vị, khi mình đeo mình tin vào nó sẽ mang đến nhiều sức khỏe cho mình, nhiều cái sự may mắn cho mình, thì cái niềm tin nó sẽ, những cái năng lượng tốt nó sẽ tìm đến mình. Và riêng trầm hương núi rừng mọc tự nhiên, nếu mà nói về may mắn á, 1.000 người đeo mà nói may mắn hết 1.000 người là nói xạo quý vị, không có đúng. Nếu vậy chắc ai cũng mua để đeo để giàu hết rồi. Nhưng mà cái trước tiên mình mua trầm hương thật 100% là để chi? Để nó hép cho sức khỏe của mình. Vì là khi mình đeo nó ma sát vào cái cổ tay mình là nó lăn tới lăn lui á. Nó, bởi vậy tại sao Hương Nguyễn lúc nào cũng kêu quý vị đeo cái vòng nó rộng rộng, giống như là mình đeo dạng cẩm thạch vậy đó, để cái hạt trầm nó lăn tới lăn lui, nó ma sát vào cổ tay, nó mới tạo mùi nhiều, nó mới tứa được cái dầu trầm ra nhiều, thì nó mới thẩm thấu qua da, nó lưu thông với mạch máu, nó tốt cho sức khỏe của mình. Và đó không phải là Hương Nguyễn nói, mà là tất cả những nhà khoa học người ta nghiên cứu về cái loại trầm này người ta nói nha quý vị nha, chứ không phải là Hương Nguyễn bán mà nói tùm lum tá la. Cái quan trọng là quý vị mua đúng hàng thật 100% thì sẽ mang lợi ích cho sức khỏe của mình và cho chính người thân của mình. Vì là có nhiều người lớn tuổi rồi thì đâu có cần học soạn, đâu có cần tiền bạc gì nhiều đâu quý vị, chỉ cần sức khỏe thôi, có sức khỏe là có tất cả. Dạ, cho nên là cái món quà chậm tặng mà bằng trầm hương là rất là giá trị và rất là ý nghĩa luôn. Chào Phương, chào anh Kevin Nguyễn, chào anh CEO Kevin Nguyễn, chào Tâm Võ nha, chào Trung Hiếu, chào Hạnh Trân, Trung Hiếu, chào Trung Hiếu, anh ghế này là ghế cây hay là ghế dừa đó không biết dạ. Nữa ghế dừa cũng là ghế cây. Dạ, chào Tâm Võ nha, chào anh Tâm Võ. Đây, cái này là giải nè, giải rất là bự nè. Đó, nãy giờ là Hương Nguyễn cũng có phân tích sơ về cái chậm cho quý vị. Vì là Hương Nguyễn, sorry cả nhà mình, người nào mà nghe đi nghe lại hoài thì cũng thông cảm cho Hương Nguyễn. Vì là có nhiều người người ta mới vào coi, người ta trước giờ người ta không biết về chậm, cho nên là Hương Nguyễn cũng phải nói để nói đi nói lại để cho người ta hiểu. Tại có nhiều người người ta cũng nói là ô, nếu mà không gặp em là chị không biết cái chậm nó giá trị như vậy. Chị không biết cái chầm mà nó dễ, nó khó tìm kiếm như vậy và nó giá trị như vậy. Chị cứ nghĩ nó là một cái trang sức đeo chơi thôi. Đúng, nó là một cái trang sức đeo chơi đối với những người bán hàng trôi nổi. Đối với những người bán hàng là những cái hàng tóc giường, những cái hàng gió giường, phủ keo, nhuộm màu, tẩm mùi, và những cái hàng sánh chìm, sánh ghép, hàng công nghệ. Còn chầm zin 100% hàng núi rừng mọc tự nhiên thì không thể dễ tìm được nhau quý vị nha. Chào chị yêu, chào chị Liên Lưu. Đó, đây là trái giải. Và số phone của Hương Nguyễn là 714-588-9989. Một số phone duy nhất tại Mỹ là cell phone của Hương Nguyễn thôi nha quý vị, không bao giờ đổi số. Cho nên ký check hay là gel hay là cà thẻ đều là một số phone duy nhất là 714-588-9989. Một số phone duy nhất thôi nha. Và nếu mà ở Việt Nam, quý vị nào về Việt Nam, mua ở Việt Nam thì gọi cho em gái của Hương Nguyễn, số phone là 0983-556669. Dạ, số phone của Hương Nguyễn là 714-588-9989. Và chị có một cái trang fanpage Trầm Hương Nguyễn này duy nhất nha quý vị. Và một cái kênh YouTube Trầm Hương Nguyễn nữa nha. Nếu cả nhà mình ai thuận tiện thì khi nào Thanh cứ
copy cái link YouTube của mình, nó bỏ dưới comment nè. Dạ. Để cho người nào mà người ta thích coi YouTube, người ta sẽ follow bên cái kênh YouTube của Hương Nguyễn để coi những cái like này nha, like lại. Nhưng mà thường coi YouTube là coi like lại, còn cái này là like trực tiếp. Cho nên là coi bên YouTube hay chốt hàng bị hụt lắm, là tại vì người khác chốt rồi không à. Đó, và coi như là mời cả nhà mình ăn nha, rất là nhiều. Hello Phan Thị Mơ. Hôm nay trời ơi, cái chén muối ớt thần lạnh. Ôi dạ. chắc là sửa mũi nên cái mũi nó dài ra hay sao, đưa cái mũi vô chén muối ớt thần thánh của Huyền Hồng Ngọc Huyền đây. Cái này là chén muối ớt thần thánh, chén muối ớt thần thánh. Đây là muối ớt nhà làm, trái cây thì nhà mua, giải nhà mua. Dạ. Yeah. bông bông này là nhà bụng. Mua còn muối ớt thì nhà làm nha quý vị, nhà làm chứ trái cây không phải nhà trồng. Ôi sao nó rụng càng rồi, sao mà bị rụng càng rồi. Trời ơi, coi như là về đây là ăn liên tiếp cho nên là cái miệng lúc nào cũng bị lở, chưa hết luôn quý vị. Mỗi lần Thanh lên đây nè, Thanh live vào ngày chủ nhật á, là cũng Thanh là chắc chưa có nói chuyện được nhiều đâu, ở ngoài á em nói thiệt chứ quý vị nha, nó nói chuyện mà nó táp mà nó chặn đầu Hương Nguyễn không á. Mở lên đây ngồi vậy nè, ngồi á, ngồi giống như là không dám nhúc nhích, không dám cục cửa luôn. Ủa mình đâu có bị xịt keo đâu, mình bình thường mà. Xinh Thanh nó ngồi vậy nữa, ngồi vậy đó. Còn ngoài nó nói chuyện này thôi rồi luôn đó. Nếu mà ai là bạn của Hương Nguyễn mà về Việt Nam chơi với Hương Nguyễn rồi là biết với Thanh. Giống như anh Linh Vũ Phan á, gia đình anh Vũ Phan với chị Hương Phan về đây á, nói là định ghé Việt Nam chơi thôi, là giống như tham quan tham khảo những cái sản phẩm thôi. Về đây bị bé Thanh nó dụ hết tiền. Sao gọi là dụ? Nói là anh cũng thích, anh rất là thích. Giống như là anh Linh Vũ Phan có chia sẻ là giống như anh sở hữu được một cái phòng hàng chung với chị Hàng Quần á. Là giống như cái hàng đó giờ mình đâu có phòng hàng đâu. Đúng rồi. Dạ. Anh sở hữu được một chiếc đó, anh nói là rất là cảm ơn Thanh về Việt Nam, anh sở hữu được cái chiếc đó anh rất là quý và trân trọng. Giống như anh nói là rất là thơm và cái quần lên đẹp á. Nhưng mà với lại là một điều nữa là Hương Nguyễn chia sẻ như thế này, có nhiều người xài chậm lâu mà không có biết. Giống như là Hương Nguyễn nói là cái thân cây gió, cái xới chầm nó nằm ở chính giữa, giữa cái xới dầu, cái xới dầu nó nằm ngay chính giữa cái thân gỗ. Cho nên là mà cái thân cây gió nó rất là mềm quý vị. Nó rất là mềm. Cho nên là khi mà ở bên Mỹ á, là mình đeo á, là thường là vào mùa hè đeo cái mùi nó sẽ mạnh hơn mùa đông. Cái tại vì chầm mà cái độ ma sát càng nhiều thì cái mùi nó tỏa ra càng mạnh. Còn nếu mà mình đeo mùa đông á thì nó lại giống như là nó lại giảm cái độ mùi đó. Cho nên là có nhiều người không biết, có nhiều người mua ngoài nói ủa sao không thấy mùi nhiều, xong nhưng mà khi lên xe người ta mở hít lên á là bắt đầu người ta mới cảm nhận được cái mùi trầm. Dạ, và trầm nó không phải là dầu thơm, mùi nó chỉ thoang thoảng nhẹ và mình để lên, mình càng hít mạnh càng không có mùi, mình để nhẹ thôi. Còn mình càng hít mạnh nó cũng càng không có mùi quý vị, tại vì nó không phải là dầu thơm nha, nó không phải dầu thơm. Cho nên là mình xài chầm thì mình cũng lưu ý những cái điều đó. Và khi mình không xài, mình không đeo như thế này nè, mình nhớ bỏ vô cái hũ mà bên công ty Trọng Nguyễn lúc nào cũng đưa cho khách á, thì mình đậy lại nha, mình đậy lại chứ mình đừng có giục ở ngoài. Tại vì chầm hương thật 100% không bao giờ nó mất mùi luôn á đó. Mình mà để ở ngoài nó sẽ bị mất mùi, nhưng mà mình bỏ vô hũ lại 2-3 tuần là mùi nó sẽ trở lại, chứ nó không có bị mất mùi nha quý vị nha. Trừ khi là mình đeo mình không biết bảo quản, mình đụng nước, mình xài lotion tùm lum tá la thôi. Chào. Con chào cô Kim Anh nha. Chào Lâm. Đây. Ủa trái nhạc, trái giải không? To. Trái giải mà bự như trái chôm chôm nha quý vị. Trái giải mà bự như trái chôm chôm luôn vậy đó. Y chang chôm chôm. Trời ơi, nó bự vậy nè. Nó bự hơn trái chôm chôm nữa. Rồi tới mình ăn cái mình đã đi hết rồi. Lại ăn á là dễ bị quýnh. Lấy chị ăn giấy khô Quyền. Thế sao Nguyễn ở Mỹ, Nguyễn thấy là ăn trái cây Nguyễn cũng thèm, nên là thấy là bấm qua luôn, không dám ăn. Nên giờ tới mình ăn là người ta cũng bấm qua luôn. Tới mình ăn là người ta cũng bấm qua luôn. Để coi. Coi. Chào Phan Thị Mơ.
À, chào Trầm Hương Nguyễn Phương là chị là chị hai, chị gái của Hương Nguyễn. Chào chị yêu, chị yêu Liên Lưu. Chị ơi, hôm nay là hôm nay là chị có muốn chốt cho bạn chị cái chuỗi 108 không à? Không, mà cái chuỗi này là hàng đỉnh lắm, có một chiếc duy nhất thôi. Hàng này hàng quần mà nói chung là gần cái hàng chiếc hàng chung, nhưng mà nó cái dầu nó nhiều quá, nó bóng, nó có độ bóng nữa. Nha dầu. Nha đẹp quá ha. Này nhiêu? 48 hả? Ừ. Gan này bữa lai chưa? Chưa. Này còn được mấy chiếc? Một chiếc một. Còn có 1 chiếc hả? Đúng rồi. Ý là tại vì những cái lô hàng này là cái phôi chậm chỉ làm ra được một chiếc á, nên chỉ có một chiếc ở Việt Nam thôi, nên không có bên Mỹ. Rồi, đây là chậm núi rừng mọc tự nhiên, chủ 108 hạt 6 ly. À, cái này là hơn hàng chung nha quý vị nha. Nó đỉnh lắm. Nó hơn dầu. Hàng chung nha, nó già dầu. Nó chưa đủ là hàng VIP thôi, nhưng mà nó hơn hàng chung, nhưng mà giá thì rất là tốt luôn nè. Cái này là nó hơn hàng chung nha, mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng nha. Mình đeo nó sẽ đậm màu và nó bóng. Và giá của Việt Nam đồng là 48 triệu. Cái này là giá Việt Nam đồng nha. Giá Việt Nam đồng là 48 triệu. Và giá tiền đô là 2086 đồng. Dạ, 2086 đô. Mà 2086 đô nha. Sợi hàng chung là rất là... Dạ, đúng rồi. À, cái này... 2086 đô. 2086 đô. Đó, mà được cái này là hơn hàng chung luôn nha quý vị nha. Được hơn, cái gam dầu nó nặng hơn hàng chung luôn á. Mình mua được chiếc này là quá tuyệt vời luôn. Mình mua được chiếc này là quá tuyệt vời luôn. Giá là 48 triệu Việt Nam đồng. Còn tiền đô là 2086. Và một hồi nữa mình chốt mẫu này đi. À, chiếc này đẹp lắm. Một hồi nữa chốt mẫu này làm quà tặng đi. Một hồi nó chốt mẫu này, Hương Nguyễn sẽ chốt mẫu này làm quà tặng nha. Mà Hương Nguyễn lúc nào cũng muốn là cái người mà đã mua rồi của mình á. Đúng rồi, được, mua, đúng rồi. Được, tại vì khách hàng đã mua rồi á, người ta sở hữu được những cái loại trầm mà nó tốt á, thì Hương Nguyễn vui lắm quý vị. Vì là họ xài như vậy người ta mới biết được cái chất lượng trầm, cái hàng chung nó như thế nào, cái hàng VIP nó như thế nào. Còn nếu mà mình xài cái hàng mà loại máy châm không á, thì mình sẽ không có cảm nhận được cái độ dầu của trầm và cái độ mùi của trầm nhiều. Đó, và cái này là cái giá rất là tốt luôn, giá 2000, là 48 không? triệu, 48 Việt triệu Việt Nam đồng nha quý vị nha. Tiền đô là 2086 đô. Dạ, yeah, đó. Nhưng mà sở hữu 2086 đô mà sở hữu được cái chiếc chuỗi 108 hạt 6 ly, cái hàng chung này là rất là đỉnh nha cả nhà. Rồi, và bây giờ là cái giá tiền đô là 2086 đô. Thì Hương Nguyễn sẽ tặng cái chuỗi này á, tặng 86 đô, còn chẳng là 2000 nha quý vị nha. 2000 mà được sở hữu một cái chuỗi là hàng chung mà. Đúng rồi. Nó gần hàng VIP, cái gam dầu nó rất là nặng rồi. Nó là hơn hàng chung nha quý vị nha. Nếu mà so với độ dầu là nó hơn hàng chung nha. Nó là 70 với hàng VIP. Đúng rồi. Và 70 với hàng VIP mà cái giá chỉ có 2000 đô là quá tốt luôn. Mà cái mùi rất là thơm nha cả nhà. Và đeo nó càng đậm màu và nó càng bóng nha. Cho nên là thì cái chuỗi này thì Hương Nguyễn sẽ tặng 86 đô. Còn lại là 2000. Dạ, còn lại là 2000 nha. Cả nhà mình ai chốt thì sau khi up cái like này gọi cho Hương Nguyễn đầu tiên để được chốt cái chuỗi này. Đừng có cầm như vậy, chị cầm hoài không thấy hả? Cầm như vậy nè. Cầm như vậy người ta mới nhìn thấy rõ, chứ mình đưa như vậy người ta không có thấy rõ. Đây, cầm như thế này. Cầm nè, cầm 2-3 ngón tay nè. Đó, cầm như thế này để cho người ta nhìn thấy rõ cái vòng gỗ nè. Đưa vô. Thấy chưa? Dạ. Đó, 48 triệu Việt Nam đồng nha. Và Hương Nguyễn sẽ tặng 86 đồng. Là còn 2000. Chẳng 2000 cho cái chuỗi 108 hạt 6 ly trầm núi rừng mọc tự nhiên. Và loại trầm này cũng đang còn có một cái duy nhất rồi nha quý vị nha. Còn có một cái thôi. Nếu mà ai chốt được cái chuỗi này là lucky lắm luôn á. Còn có một cái thôi. Rồi, và cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì hôm nay là Hương Nguyễn chỉ có cái đó thôi. Cái đó là cái cuối cùng thôi. Tại vì ở Việt Nam á là không có... Nói chung là thứ nhất là cũng không có được cái nhiều hàng giống như ở bên Mỹ. Cho nên là mỗi khi like là Hương Nguyễn chỉ là like 1-2 món thôi. Chủ yếu là lấy một cái món cuối cùng để được làm giá quà tặng. Chứ không có like nhiều mẫu giống như ở bên Mỹ. Dạ. Nhờ thì bên Mỹ thì nếu mà like nhiều mẫu thì nó cũng chỉ có nhiều mẫu đó tới lui à. Chủ yếu lên đây là tám với quý vị cho nó vui. Rồi nói về trầm cho nó vui. Nói về những cái chia sẻ của những người đã... trải nghiệm trầm cho vui, và ăn trái cây cho vui, và chốt một cái cuối cùng được giá quà tặng cho vui.
chứ còn mà like nhiều mẫu quá nhiều lúc coi cũng bị loạn lắm. Đó thì cái mẫu đó là bé Thanh nói lại cái mẫu đó một lần nữa đi. Đây là bon bon nè, Thanh nói lại mẫu đó lần nữa đi. Chuỗi chuỗi 108 hạt 6 ly, cái này là hàng chung nhưng mà hơn hàng chung nha cả nhà. Cái này cứ cái này hàng chung mà hơn hàng chung, có nghĩa là cái này là nó hơn hàng chung, nó gần nó 70 với hàng VIP, chứ còn hàng chung là hàng chung, còn cái này là cái gam dầu của nó hơn hàng chung. Quay cái tay lại, 70 với hàng VIP, đúng rồi. Nhưng mà mình sở hữu 2086 đồng mà ở trên cái like này là quay cái tay vậy nè. Đúng rồi, đừng có xè cái tay đưa vô vậy. Trên cái like này là để xích vô chút nữa. Tặng 86 đồng là còn 2000 nha cả nhà. Để xích vô. Đúng rồi, cho người ta nhìn rõ cái hạt chầm ha. Rồi. Với giá trị 2000 mà được sở hữu cái chuỗi này thì rất là VIP nha. Ở Việt Nam chỉ còn đúng có một chuỗi, mà cái phôi chầm này cũng làm ra có một chuỗi này thôi. Nên không có cái chuỗi thứ hai nha cả nhà. Cái loại chầm chỉ được có một cái chứ không phải là cái chuỗi, cái loại chầm nha quý vị nha. Vì là cái chuỗi 108 hạt mà 6 ly thì bên công ty chầm Nguyễn có rất nhiều. Rất là nhiều. Dạ, nhưng mà cái loại chầm, cái phôi chầm nó chỉ làm ra được có một chuỗi đó thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Bye bye cả nhà mình và hẹn gặp lại nha. Bye bye.